nên cho các bác một số cái mẫu vòng hoàng đàn chìm hàng nhỏ nhé. Hàng lỗi thì một lát nữa tôi sẽ bỏ ra đây cho các bác xem. Hoàng đàn nổi cũng được, cũng ok đấy. Hàng nhỏ này thì hàng chìm thì nó cũng hiếm nhưng mà nó dễ hơn những cái sản phẩm to các bác. Vòng to thì nó hiếm quý hơn. Hàng nhỏ này thì bên tôi còn rất là nhiều các bác. Size 10 ni mới lại 12 ni còn rất là nhiều. Có một sợi 108 hà 8 ly đấy. Bác nào lấy báo tôi nhé, nhắn vào Zalo. Tôi đang lấy ra cho các bác xem những cái sản phẩm 10 ni. Thơm lắm. Tay lấy là thơm phức luôn. Thơm phức. Không có cái gì thơm đậm đà, ngọt ngào như hoàng đàn được các bác. Đây là những cái sản phẩm vòng 10 ly cho nữ này, bác nào lấy thì báo tôi nhé. Vòng 10 ly. Hàng chìm nước này. Hàng này thì giá là 950 thì để cho các bác 750 một sợi nhé. Đấy, giá tốt cho các bác. Bác nào lấy thì báo tôi. Hàng đen xì luôn. Chất cực kỳ đẹp. Size 10 ni nhé. 10 ni cho nữ, các bác nào lấy thì báo tôi. Đang đợt này đang được giảm khuyến mại. Đây là size 12 ni. 12 ni này các bác. Các bác nào lấy thì báo tôi nha. 10 ni là bên tôi đang giảm còn 950 thì giảm còn 750 nhé. Đây những cái vòng vân rất là đẹp luôn. Cực kỳ là tuyệt vời. Nói chung là hàng 10 ni này thì nó cũng dễ làm hơn những cái sản phẩm to. To thì yêu cầu gỗ nó to. Đây là size 8 ni 108 hạt này. Bác nào lấy báo tôi nhé, hàng chìm nước đã lên tuyết rồi. Rất là thơm. 108 hạt 8 ni. Đen, nhiều dầu, thơm lắm. Này các bác nần hạt hoặc là đeo dây chuyền thì thơm phức, cứ gọi là tuyệt vời. Đó, những sợi 12 ni này, 12 ni bác nào lấy báo tôi này. Các bác có thể kết bạn Zalo nhé. Kết bạn Zalo với tôi 0987863250. Tôi là Huy Mộc Hương Shop. Mà nơi uy tín để cho các bác lựa chọn đấy. Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền nhé. Size 10 ni cho nữ này thì các bác đeo thì vừa. Những cái vòng 10 ni này vừa tay, nữ đeo rất là đẹp. Gỗ này thì nó chất gỗ của nó rất là già, hàng dễ mà. Cho nên là đeo thì nó bóng, nó nì, nó đẹp lắm. Nó càng đeo thì nó càng thơm, nó thơm vĩnh viễn luôn. Hàng chìm nước này thơm mạnh, thơm đậm đà, ngọt ngào. Mà cái mùi hoàng đàn này nó chỉ đứng sau mùi trầm hương thôi các bác nhé. Mùi của nó rất là đậm đà, tuyệt vời. Tôi thì cũng có cả bột từ nhang hoàng đàn đấy các bác. Bác lấy thì báo tôi. Nhang làm từ bột hoàng đàn. Đó. Rất là đẹp. Vòng 10 ni, 12 ni này. Cầm ở đây một lúc mà nó ra tay, dầu nó ra tay. Hàng tự nhiên 100% nhé các bác nhé. Các bác nào mà chưa biết cái gỗ này thì các bác nên dùng. Nên dùng thử, nhất là các bác ở trong miền Nam chưa biết gỗ này nhiều đâu. Đây cái sợi này đen này. Hàng sụn này, chun sụn này. Mắt này, chun sụn mắt quỷ vân rất là đẹp. Các bác nên sử dụng những cái vòng này. Nhang hoàng đàn rất là tốt. Nhang hoàng đàn, nhang cây thì nó rẻ hơn cái nhang nụ các bác. Nhang cây. Nên tôi có cả nhang cây, cả nhang nụ. Bác nào lấy bên tôi sản xuất số lượng nhiều các bác nhé. Bác lấy số lượng cân 1, 2 cân 1 thì 5 cân 1 các bác cứ báo tôi. Bên tôi sẽ gửi hàng tận nơi. Bác nào mà có cửa hàng muốn phân phối cái loại sản phẩm bột hay nhang các cái loại như này thì hoàng đàn hoặc bách xanh hoặc ngọc am, các bác cứ báo tôi nhé. Bên tôi sẽ cung cấp cho các bác số lượng. Hoặc là các bác muốn mua bột hoặc mua mùn cưa
và bên tôi cung cấp cho các bác nhé. Đây là size 14 ly này, có một sợi 14 ly đẹp này, vân rất là đẹp. Đây sợi 16 ly. Các bác nhìn kỹ, nhìn rõ vân này, hàng mắt quỷ này, sụn này. Rất là nhiều dầu luôn, rất là nhiều dầu. Bên tôi sẽ gửi hàng cho các bác tận nơi miễn phí ship, được kiểm tra hàng, cho nên là các bác yên tâm hoàn toàn. Đấy, yên tâm. Đây là cái sản phẩm hàng vòng lỗi này. Gỗ nó không cái loại 2 đấy các bác, loại 2 đấy. Gọi là loại 2. Đây, nó cũng rất là thơm, có tuyết. Nhưng mà gỗ của nó không nhiều dầu và nó không chìm nước thôi. Giá thì nó tốt hơn, giá nó tốt hơn các bác. Giá của nó chỉ 300, 400, 500 một sợi thôi, tùy theo kích thước. Đấy các bác. Rất là ok luôn, 16 ly thì 700 các bác nhé. 18 ly thì 750, 20 ly thì 800. Đây các bác, 16 ly này 700 này, 14 ly thì 500, 12 ly thì 400, 10 ly thì 300. Chúc nhộng này các bác, chúc nhộng 12 ly. Sợi này là 600 các bác nhá. Đây này, vân rất là đẹp. Chúc nhộng này, sợi này 600, để cho các bác 550 đi, bác nào lấy thì báo tôi nhá. Chúc nhộng 12 ni hoàng đàn. 600 thì để cho các bác 550 đi. Hạt cực kỳ đẹp luôn. Chúc nhộng ấy hình như còn một vòng rồi bạn. À còn hai vòng, một vòng nữa đây. À còn ba vòng này. Đó. Ba vòng, bác nào lấy tôi để giá tốt cho các bác đấy, 600 thì để còn 550 cho các bác. Bên tôi ship hàng tận nơi. Rất là thơm, cái gỗ này cực kỳ thơm luôn. Còn rất là nhiều sản phẩm các bác. 10 ni, 12 ni này, 10 ni 300 này, 12 ni 400 này, 14 ni là 500 này. Đó. Các bác nào lấy thì báo tôi nha. Tôi sẽ cất vào, gọi vào mưa hết tuyết. Bên tôi thì chuyên hoàng đàn rồi. Hoàng đàn với lại ngọc an, với lại bách xanh. Các cái loại gỗ quý, huyết long, trầm hương, sưa đỏ. Rất là nhiều. Các bác có thể qua shop xem hàng trực tiếp tại quận 9 Hồ Chí Minh hoặc là ở Hải Phòng, Đồ Sơn Hải Phòng. Nhưng mà cái cơ sở đấy thì hiện tại bên tôi tạm đóng cửa rồi. Khoảng chắc phải 1-2 tháng nữa thì may ra mới mở cửa ở ngoài Đồ Sơn Hải Phòng trở lại các bác nhé. Bây giờ bên tôi là có việc gia đình. Rồi, xin chào các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip của Mộc Hương Shop. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe. Các bác có thể liên hệ số điện thoại 0987863250 Mộc Hương, nhắn tin Zalo để bên tôi có thể tư vấn cho các bác. Các mua hàng sẽ được tặng kèm thẻ bảo hành và hộp đựng nhé. Rồi, chào các bác, cảm ơn các bác đã theo dõi.